đôi mắt em như ngọc ngà, làm lòng anh say mê như là anh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say. Anh nhìn không sơn phấn em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa, khẽ chạm thôi anh yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca đang chiều. Đời này anh có em như là ngàn năm tất phước đó em. Sẽ duyên kết sắp phải đáng tươi thôi, gia đình hai bên cùng nhất trí rồi. Còn chẳng chờ làm gì em ơi, chuẩn bị lên ngày mai anh tới. Tiếng cười nói rộng ràng, mong ngủ quá đầy tràn. Anh và em tay trong tay cùng Hà Đâu tán bay. Em là con gái Việt Nam, dáng cao hơn chữ S, 100% là không có ảo. Bởi vì em sắc nét tóc đen da vàng, vẻ đẹp châu Á. Cuộc đời này mà cứ được em là anh giàu ra. Người gì đâu sao mà xinh, chắc là do em của mẹ. Lễ phép thêm ngoan hiền, chính xác là nhờ ba. Dáng đi thức tha, ăn nói thì nhỏ nhẹ, vẫn đi tự chính là con người tức thôi à. Bây giờ là cậu lên lúc mà chụp mai thì mọi người chắc không biết gì đâu, nên không đang. Đúng rồi, chụp mai là không có biết gì hết. Nhưng nha. Mà chắc cái đó cũng hợp thị cơ điểm của mọi người á. Thế sức chịu đựng khác nhau. Riêng chị là chị thấy thấy là bình thường, kiểu là hơi tức lúc mà xuống phòng mổ, xuống phòng mổ xuất hiện thì tức với lại là nằm, nó sẽ có bị đau lưng.